Nội dung của bài tập số 1 như sau. Cho dãy số 2, 4, 6, 8, chấm chấm cho đến 80, tìm tổng của dãy trên. Bây giờ các con nghe lại. Cho dãy số 2, 4, 6, 8, chấm chấm đến 80 và tìm tổng của dãy trên. Các con quan sát xem đây có phải là một dãy số cách đều không? Có phải không các con? Rõ ràng đây là một dãy số cách đều, mỗi số đứng liền nhau, chúng hơn kém nhau 2 đơn vị. Và trong dãy số tự nhiên thì dãy số này được gọi là số dãy số chẵn, bắt đầu từ 2 và kết thúc 80. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đi giải từng bước một nhé. Ở đây có số đầu tiên và số cuối cùng rồi, nhưng lại chưa có số số hạng. Vì vậy, muốn tìm tổng của dãy số cách đều này thì chúng ta phải làm những bước sau. Bước 1, các con phải tìm xem khoảng cách giữa hai số liền nhau là bao nhiêu. Khoảng cách giữa hai số liền nhau chính là 4 trừ 2 bằng 2. Hoặc các con có thể lấy là 8 trừ 6 bằng 2 cũng được. Ta tìm được khoảng cách rồi thì ta tìm đến số các số hạng của dãy số là. Lúc này ta lấy số lớn nhất trừ số bé nhất được bao nhiêu, ta chia cho khoảng cách và ta cộng với 1. Ở tiết trước cô đã hướng dẫn rồi. Vì vậy cô chỉ áp dụng 80 trừ 2 đóng mở ngoặc chia cho 2 cộng 1 và ta sẽ có là 40 số. Ta tìm được số số hạng rồi. Bây giờ thì các con áp dụng công thức mà cô đã hướng dẫn ở phần đầu. Chúng ta thực hiện tính tổng của dãy số. Tổng của dãy số là cô lấy số lớn nhất cộng số bé nhất rồi nhân với số số hạng. Ở đây có 40 số. Như vậy ta nhân với 40, ta chia cho 2.